Khởi bẩm đại vương, theo lệnh của đại ma vương, thuộc hạ đã tiêu diệt toàn bộ hành tinh Z trong vòng một ngày. Tốt lắm, đại tướng ma thú, không hổ danh là chiến thần của quân đoàn ma. Hiện nay bọn siêu nhân thần kiếm đang chống đối ta, bọn chúng gây cho ta rất nhiều tổn thất. Người hãy tới trái đất tiêu diệt bọn chúng cho ta. Tuân lệnh đại ma vương. Thưa thầy, em thường nghe nhắc về chiêu thức người kiếm hợp nhất, đó là gì vậy à? Chiêu thức người kiếm hợp nhất đó là chiêu thức cao nhất của các siêu nhân. Như các em đã biết, nguồn năng lượng siêu nhân được truyền từ đời này sang đời khác. Trong quá trình đó, năng lượng này luôn biến đổi để phù hợp với sức mạnh của những người thừa kế. Nhưng có một điểm chung, đó là khi đặt tới cảnh giới cao nhất, các em có thể tùy ý biến thành bất cứ dạng siêu nhân nào, như là siêu nhân gao, siêu nhân cuồng phong, siêu nhân hải tặc, vân vân. Có thật là như vậy không thầy? Có nghĩa là bọn em có thể tùy ý biến đổi thành siêu nhân khác đúng không thầy? Đúng vậy, mỗi dạng siêu nhân lại có năng lực khác nhau, như là siêu nhân gao thì có năng lực mạnh nhất, siêu nhân cuồng phong thì thiên về phép thuật, siêu nhân hải tặc thì có thể tấn công những dạng không phải là vật chất, siêu nhân thần kiếm các em lại mạnh về tốc độ. Chỉ cần nắm vững được đặc tính của từng loại siêu nhân thì dù có gặp đối thủ nào, các em cũng có thể dễ dàng ứng phó được. Thưa thầy, tại sao thầy không cho bọn em sử dụng chiêu người kiếm hợp nhất ạ? Căn cơ của các em vẫn chưa đủ. Nếu sử dụng chiêu thức người kiếm hợp nhất sẽ cực kỳ nguy hiểm. Không đến bước đường cùng thì không nên sử dụng vì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bọn quái vật lại tấn công rồi sao? Chúng ta đi thôi các bạn. Dừng tay lại, ngươi là ai? Xin tự giới thiệu, ta chính là đại tướng ma thú mới nhậm chức. Các ngươi chính là năm siêu nhân thần kiếm đúng không? Tên đại tướng ma thú cũ đã bị bọn ta tiêu diệt, ngươi không sợ sẽ phải chết như hắn sao? He he he, các ngươi không giết được ta đâu, vì ta biết điểm yếu của các ngươi. Điểm yếu sao? Bọn ta thì có điểm yếu gì? Điểm yếu của các ngươi đó chính là năng lượng quá yếu, chỉ được cái tốc độ nhanh. Nhưng cơ thể ta được tạo thành bởi thiết thạch, cứng hơn cả kim cương. Dù các ngươi có nhanh tới đâu cũng không thể làm ta bị thương được đâu. Được, vậy ta xem ngươi cứng đến đâu. Siêu nhân thần kiếm biến hình, siêu nhân thần kiếm lục. Hay à, cái gì? Hắn không hề hấn gì. Để tớ thử xem. Siêu nhân thần kiếm biến hình, siêu nhân thần kiếm xanh. Hay à, không có tác dụng gì sao? Hắn thật sự mạnh vậy sao? Siêu nhân thần kiếm biến hình, siêu nhân thần kiếm hồng. Hay à, siêu nhân thần kiếm biến hình, siêu nhân thần kiếm vàng. Hay à, siêu nhân thần kiếm biến hình, siêu nhân thần kiếm đỏ. Hay à, tất cả mọi đòn tấn công của chúng ta đều không có hiệu quả gì với hắn. Các bạn ơi, tên này mạnh quá, chúng ta phải hợp lực thôi. Sức mạnh tổng lực. Hay à, cái gì? Không thể nào, cả năm chúng ta liên thủ cũng không thể làm gì được hắn. He he he, ta đã nói rồi, năng lượng của các ngươi quá yếu, không thể làm ta bị thương được đâu. Hãy xem đây. Các bạn ơi, hãy hợp thể. Siêu nhân thần kiếm hợp thể. Siêu nhân thần kiếm siêu cấp. Năng lượng đỏ, năng lượng vàng, năng lượng hồng, năng lượng xanh, năng lượng lục. Siêu nhân thần kiếm tổng lực tấn công. Hay à, thế nào rồi, hắn đã chết chưa vậy? Đó là đòn tấn công tổng lực của chúng ta, hắn không thể sống sót được đâu. He he he, ta công nhận đòn đó đau đấy, nhưng không đủ sức đánh bại ta đâu. Cái gì? Không thể nào, cơ thể của hắn quả thật là cứng hơn cả kim cương. Không lẽ hắn ta là bất tử sao? Thôi, ta đùa giỡn với các ngươi như vậy là đủ rồi, ta sẽ tiêu diệt các ngươi ngay bây giờ đây. Hay à,
Hắn mạnh quá, chẳng lẽ hôm nay chúng ta phải bỏ mạng ở đây sao? Các bạn ơi, các bạn còn nhớ chiêu thức cuối cùng mà thầy Đoàn đã dạy cho chúng ta không? Ý cậu là chiêu thức người kiếm hợp nhất sao? Nhưng mà thầy đã nói căn cơ của chúng ta chưa vững, nếu sử dụng có thể sẽ mất mạng đấy. Nhưng mà nếu không liều một phen thì chúng ta cũng sẽ bỏ mạng thôi. Được, vậy thì quyết định liều một phen, người kiếm hợp nhất. Hay à! Hay à! Hay à! Hay à! Hay à! Hay quá, chúng ta thành công rồi các bạn ơi. Cái gì? Tại sao lại vậy? Nguồn năng lượng này lớn quá, bọn chúng vừa làm gì vậy? Siêu nhân cao biến hình, siêu nhân cao đỏ. Siêu nhân cao biến hình, siêu nhân cao vàng. Siêu nhân cao biến hình, siêu nhân cao trắng. Siêu nhân cao biến hình, siêu nhân cao xanh. Siêu nhân cao biến hình, siêu nhân cao đen. Cái gì? Bọn chúng có thể biến thành siêu nhân cao được sao? Không ổn rồi, trước khi năng lượng của bọn chúng ổn định, mình phải sớm tiêu diệt bọn chúng để phòng ngừa hậu hoạn. Hãy xem đây. Hay ya. Cái gì? Các ngươi có thể đỡ được đòn tấn công của ta sao? Đúng vậy, giờ đây bọn ta đã có được năng lượng gao thừa sức phá hủy cơ thể thiết thạch của ngươi rồi. Hãy xem đây. Hay ya. Hoan hô, chiến thắng rồi. Đừng có vội mừng, các ngươi nghĩ rằng chỉ với sức mạnh đó mà có thể thắng được ta sao? Cái gì, hắn biến thành khổng lồ sao? Đúng vậy, hãy chết đi núi nhóc con, hay ya! Các bạn ơi, hãy triệu hồi siêu thú. Triệu hồi siêu thú sư tử, triệu hồi siêu thú đại bàng, triệu hồi siêu thú cá mập, triệu hồi siêu thú hổ trắng, triệu hồi siêu thú bò rừng. Siêu nhân gao siêu cấp, hay à! Hả? Cái gì? Tại sao lại không có tác dụng gì với hắn? He he he, các ngươi ngạc nhiên lắm đúng không? Sau khi biến thành khổng lồ, cơ thể ta đã biến đổi từ thiết thạch sang dạng lỏng. Mọi đòn tấn công của các ngươi đều sẽ xuyên qua mà không hề làm tổn hại đến ta. Hãy chết đi, bọn siêu nhân gao! Hay à! Ta công nhận các ngươi là đối thủ mạnh nhất mà ta từng gặp, nhưng các ngươi cũng chỉ đi được đến đây thôi. Hãy chết đi bọn nhóc con. Đừng vội mừng, đại tướng ma thú. Hãy xem đây. Siêu nhân hải tặc biến hình. Siêu nhân hải tặc đỏ. Siêu nhân hải tặc biến hình. Siêu nhân hải tặc vàng. Siêu nhân hải tặc biến hình. Siêu nhân hải tặc xanh. Siêu nhân hải tặc biến hình. Siêu nhân hải tặc lục. Siêu nhân hải tặc biến hình. Siêu nhân hải tặc hồng. Triệu hồi siêu hải tặc Robo. Cái gì? Các ngươi có thể biến thành siêu nhân tùy ý sao? Đúng vậy đại tướng ma thú. Hãy xem đây. Cuối cùng đại tướng ma thú đã bị tiêu diệt. Câu hỏi dành cho các bạn khán giả: chiêu thức mạnh nhất của siêu nhân thần kiếm có tên là gì? Đáp án A, người kiếm hợp nhất. Đáp án B, vạn kiếm quy tông. Đáp án C, tuyệt thế hảo kiếm. Đáp án D, lục mạch thần kiếm. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho bọn mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.